Mình được tử vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng riêng năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Bính Ngọ tháng canh dần, năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đào Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ Kỷ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cao Trần, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày bính ngọ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi canh tý mậu tí, ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tốt, thành hỏa cục, xung với tí, hình ngọ hình dậu, hải sửu phá mão và tuyệt hời. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu tí, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tí, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, sao nguyệt an tốt mọi việc, sao tam hợp tốt mọi việc, sao dân nhật thời đức tốt mọi việc. Sao Sáu trong ngày gồm có sao đại hào hay còn gọi là sao tự khí, quan phú, sáu mọi việc, sao hoàng sa sáu đối với xuất hành, sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành, sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao tội chỉ, sao đối với tế tử, tố tùng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu. Cho nên với bạn tuổi Tý, bạn cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình. Đừng có vì những chuyện nhỏ nhặt mà lại làm mất lòng nhau có thể với bạn tuổi tí chẳng có ý gì khi nói ra nhưng người nghe lại nhạy cảm hay suy diễn hôm nay là ngày thứ bảy vì vậy với bạn tuổi tí hãy nói chuyện vui vẻ trò chuyện tâm sự với nhau thôi đừng có phá hỏng bầu không khí đầm ấm hòa thuận của gia đình và chắc chắn rằng bạn cũng không muốn lâm vào cảnh khó sự nữa đâu Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Tý cần phải chi tiêu vừa mức, cân đối với khả năng của mình, chớ nên nuông chiều ý thích của bản thân mình mà lại mua sắm quá đà những thứ hào nhoáng, phù phím không cần thiết, lại hao tài tốn của. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, cẩn thận kéo lại mất tiền hoan. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, cẩn thận kéo lại làm mất lòng nhau. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, họ, họa thị phi gây tổn thương tới người mình yêu thương. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, đừng cố chấp làm theo ý của mình. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, thận trọng kéo lại mắc bẫy của kẻ tiểu nhân. Và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp. 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu bạn cần phải mở lòng mình hơn đừng có vì chuyện gì cũng giấu đi chẳng hề tâm sự chia sẻ với bất cứ ai điều đó sẽ khiến cho bạn càng thêm cô đơn hơn Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày ngọ Sửu tư hại cho thấy cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn nếu như chúng ta không biết cách cân bằng cảm xúc thì chỉ gây hại cho bản thân mình mà thôi với bạn tuổi Sửu đừng có ngại làm phiền người khác đôi khi nó lại là sự tin tưởng nữa với các cặp đôi hãy dành thêm thời gian cho nhau bạn và người ấy có quá nhiều cái mối quan tâm riêng dù là ngày thứ bảy nhưng mọi người lại mãi mê với những dự định riêng của mình mà chẳng hề quan tâm tới đối phương nữa vài từ vi tuổi ất sửu thuộc kim tình cảm gặp nhiều mâu thuẫn từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dễ gây rạn nứt trong gia đình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cần phải hiểu và chia sẻ với nhau tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ hãy thông cảm cho những nỗi khó khăn của đối phương tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng có chuyện bé xé ra to mà làm mang họa vào thân về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu sẽ đón nhiều tin vui tới tấp báo về bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cho nên quý nhân sẽ báo tin vui cho bạn về con đường tình duyên đào hoa thám sắc sẽ giúp cho bạn có được những điều mình mong muốn ngày này đối với các cặp đôi thì nhanh chóng hàn gắn được những vết rạn nứt trước đó mà không gặp phải khó khăn trở ngại nào. Gương vợ lại lành, đôi bên biết trân trọng nhau hơn, có lẽ khi khi có khi sẽ để nhanh tín độ về chung một nhà nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho thấy với bạn mệnh tuổi dần làm ăn buôn bán khá tốt, tiền bạc đổ về ùn ùn, chẳng lo đầu năm nhu cầu mua sắm giảm sút nên đối kiếm nữa, bán mệnh hãy nhân cơ hội này để mở thêm lĩnh vực kinh doanh mới với mình để tăng thêm thu nhập cho mình. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy đón nhiều tin vui về chuyện tình cảm, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tiền bạc rụng rỉnh trong tay không lo lắng, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, hãy mở cửa trái tim, đón nhận tình yêu, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, tin vui tới tấp báo về, may mắn ngập tràn. và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 3, số 5, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang cảm thấy thất vọng, khi người ấy chẳng hề hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Với bạn tuổi mão cũng chẳng muốn trong ngày này không được nghỉ ngơi, không có thời gian cho gia đình, nhưng vì công việc yêu cầu thì biết làm sao được. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cho thấy với những sự cố phát sinh bất ngờ sẽ khiến cho bạn tuổi mão mất rất nhiều thời gian để sửa chữa. Tuy nhiên, bạn cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự cố lần này, chứ không phải chỉ xử lý xong là xong chuyện đâu. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, cái chuyện tình cảm lứa đôi, bạn tuổi mão nên cố gắng kiềm chế cảm xúc để không nói ra những lời nóng giận vô cớ, bạn hãy lừa lời để nói cho đối phương hiểu những vấn đề của mình đang gặp phải, để đối phương không có gì phải nghi ngờ bạn nữa. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, công việc có nhiều trở ngại, khó khăn, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cần phải bình tĩnh để không nóng giận mất khôn, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ cần hiểu cho những khó khăn của đối phương, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tình cảm có nhiều dấu hiệu rạn nứt, tử vi tuổi quý mão thuộc kim mệt mỏi khi phải xử lý quá nhiều sự cố. và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn, số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điền, màu xanh dương, quý nhân phụ trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi Thìn, thứ bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh đây là điểm báo bạn phải trải qua một ngày gặp nhiều điều xui rụi xảy ra bạn mệnh tuổi thìn có thể sẽ phải bị tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc bằng những chiêu trò cũ rích nhưng vì chủ quan thiếu cẩn trọng cho nên bạn vẫn mắc mưu bên cạnh đó vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn lại rất chi là thám sát nhờ có được sự an ủi và động viên của người ấy mà với bà tuổi thìn mới cảm thấy đỡ chán nản phần nào thôi thì còn người thì còn của còn sức là còn làm ra tiền trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy suy nghĩ lạc quan hơn để đón nhận tình yêu tới. Chẳng có gì có thể giúp cho bạn thay đổi cuộc sống nhiều hơn bằng tình yêu. Hôm nay sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với người khác phái nhiều nữa đó. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sẽ gặp họa tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm thăng hoa nhanh chóng tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc vợ chồng nhanh chóng nhanh chóng đón tin vui về chung một nhà tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần phải mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy đừng có để bản thân mình đánh mất đi hạnh phúc và đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Cho nên với bạn tuổi tỵ, cái chuyện tình cảm của bạn dễ dàng phát triển như ý muốn. Bạn tuổi tỵ còn có thể được người ấy trao cho những điều lãng mạn bất ngờ, đáng yêu nữa. Ngày này với bạn tuổi tỵ những cặp vợ chồng có được một ngày nhiều thời gian ở bên nhau, có khi chỉ cần ngồi bên nhau cùng uống tách trà, xem một bộ phim hay cũng là một ngày tuyệt vời, tràn ngập tình yêu với bạn nữa rồi. Bên cạnh đó, vận trình ngày này, bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh, cho thấy bạn cần phải cố gắng sắp xếp thời gian rảnh của mình để làm thêm, tăng thêm thu nhập. Bạn sẽ thấy bất ngờ với nguồn thu về tay chỉ sau một ngày làm việc cuối tuần của mình nữa. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tình cảm lãng mạn đúng như mong muốn, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ kiếm được thêm nguồn thu nhập nhờ nghề tay trái. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc hãy tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn bên người thân. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim đừng có tham công tiếc việc quá mức. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy dễ dàng kiếm tiền, biết nắm bắt được cơ hội. Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử ngọ trong ngày này bạn đang có được tin báo đừng có quá lo lắng về chuyện tiền bạc bởi bạn đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh mang đến cho bạn có nhiều tin vui bất ngờ bạn mệnh có thể chi tiêu thoải mái theo ý của mình mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều tiền bạc được khởi vượng với bạn tuổi ngọa, cũng đừng có tiêu xài quá hoang phí cho những chuyến đi mà hãy biết tiết kiệm phần nào cho tương lai. Sống đừng chỉ vì biết hôm nay mà còn cần phải lo lắng cho những ngày mai nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi ngọ đang có những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Nếu như bạn căng thẳng quá mức, dễ nóng giận vì những chuyện không đáng khiến cho cái mối quan hệ đôi bên càng trở nên khó xử. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tài lộc được khởi vượng, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình cảm mâu thuẫn vì không hiểu được ý nhau. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ, dễ nóng giận vì bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, đừng có đánh mất lý trí vì mất kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, có nguồn thu nhập ổn định, vững vàng. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mùi ngọ nhị hợp, cho nên với bà tuổi Mùi, con đường tình duyên của bạn rất chi là vượng sắc, có nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Với bà tuổi Mùi, hãy thoải mái tư tưởng, tình yêu sẽ nhanh đến với bạn luôn đó nha. Còn đối với các các cặp đôi thì trong ngày này sẽ là lúc để bạn hâm nóng lại tình cảm lứa đôi. Bạn mạnh hãy dành thật nhiều thời gian cho những người mà mình yêu thương, tạo ra những kỷ niệm đẹp, bạn sẽ không thấy tiếc nối gì nữa. Con người ai cũng có những lúc phạm phải sai sót, ai cũng có khuyết điểm, nhưng nếu chúng ta biết bỏ qua cho nhau, nhìn vào mặt tốt của nhau thì cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bạn hãy cùng tạo nên cuộc sống hạnh phúc bên nhau nữa vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình duyên như ý có nhiều may mắn tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy nên dành thời gian hâm nóng lại tình cảm tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa cần phải biết bỏ qua những sai suất của nhau tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ trở nên chấp nhặt mà gây mâu thuẫn tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc hãy sống hết mình vì hạnh phúc của riêng mình về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ Vi Tuổi Thân thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này dễ lâm vào thế khó xử khi bị người ấy hiểu lầm tình cảm của mình. Bà tuổi thân, bạn không được hiếu liếu cho nên khiến cho đối phương cảm thấy chưa đủ an tâm về bạn. Ngày này với bà tuổi thân nên học cách bày tỏ tình cảm nhiều hơn nữa để cho người ấy vượng tin vào tình cảm của mình. Sự thiếu tin thưởng có thể dẫn đến sự nghi ngờ, hiểu lầm, cũng là bước tiền đề cho những sự giãn nứt xảy ra. Trong ngày này với bà tuổi thân cũng đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân có những mâu thuẫn trong chính con người của mình, nửa muốn tiến tới, nửa lại sợ bị tổn thương, cũng vì thế mà mãi mãi bạn tuổi thân vẫn chưa tìm được nơi để gửi gắm tình cảm của mình. Vậy tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, dễ nảy sinh hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, mâu thuận xung khắc vì những chuyện vụn vặt. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tự mình không đưa ra được quyết định cho mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, nên nhắc nhở bản thân để không phạm phải sai lầm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, hãy chủ động hơn để nắm giữ hạnh phúc cho mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa Mão Dậu đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi Dậu chớ nên có đùa quá trớn mà khiến cho chuyện tình cảm của bạn xảy ra mâu thuẫn. Không phải chuyện gì cũng hợp để đùa cợt dễ gây hay dây gây ra hiểu lầm lắm đó. Và với bà tự giàu, bạn cần phải học cách tôn trọng chính người mà mình yêu thương, không phải lúc nào cũng đem người ấy ra để làm trò cười được. Một hai lần có thể vui vẻ, nhưng nhiều lần rồi thì sẽ mất vui đó nha. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, với những chuyện thị phi đồn đại, hãy để ngoài tai, đừng có để cho lời nói của những người chẳng liên quan, khiến cho tâm trạng của mình bất ổn. Độc thân thì độc thân, đâu có gì phải, lăn tăn quá thế. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, đừng làm chuyện mà không ai mong muốn đến với mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, cái gì cũng cần phải có điểm dừng. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, mâu thuẫn có thể giải quyết nếu như hạ bớt cái tôi, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, lòng tự trọng làm mất đi hạnh phúc, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, nhân duyên kiếm sắc dễ bị tổn thương. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tốt trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cho nên với bạn tuổi tuất cần phải nỗ lực để nắm bắt được tình yêu thuộc về mình với bạn tuổi tuất bạn đang đứng trước khá nhiều lựa chọn bạn hãy sáng suốt tìm ra người thực sự phù hợp với bản thân mình trong ngày này đối với các cặp vợ chồng thì có một ngày khá chi là bận rộn nhưng cũng hạnh phúc với những công việc chung, đôi bên cùng chung sức, đồng lòng, cùng tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp ở bên nhau. Tuy nhiên, Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tốt lại đang gặp ngày có thương quan dáng họa. Cái điều này cho thấy với bạn đang có điểm báo, có thể tiểu nhân sẽ tìm cách để lợi dụng lòng tin của bạn mà vay mượn về tiền bạc. Bạn mệnh cần phải kiểm tra rõ ràng thông tin, kẹo lại, tiền một đi không trở về. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ, tiểu nhân tìm cách phá hoại vận trình. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, tình cảm lứa đôi, được như ý muốn, tử vi tuổi mậu tốt, thuộc mộc, nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp, tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, hãy sống như mình muốn, luôn thế, tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, cần phải đề phòng với những đề nghị vay mượn về tiền bạc. Và đánh giá của bà tử tốt trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp, bốn sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi hợi cần phải mạnh dạn hơn nữa để nắm bắt lấy cơ hội đến với mình bản mệnh trong ngày này có nhiều khả năng phát tài nhanh chóng nhờ thực hiện tốt những kế hoạch của mình đã đề ra tuy nhiên vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có hòa thủy xung khác. Cái điều này có thể gây ra những mâu thuẫn trong gia đình. bản mệnh tuổi hợi cần phải nhớ rằng hôm nay là thời gian dành cho gia đình. Bạn mệnh mãi mê kiếm tiền là có lợi với người thân nữa đó. Bạn tuổi hợi, bạn hãy biết cân đối thời gian của mình, làm sao để cho việc kiếm tiền và chăm sóc cho gia đình không bị xung đột với nhau với bạn, hãy chia sẻ, tâm sự với người ấy nhiều hơn về những khó khăn mà mình đang gặp phải. Vài từ vi tuổi ất hợi thuộc họ mâu thuận bất đồng đến từ những chuyện nhỏ nhặt. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ cần phải hiểu và thông cảm cho nhau. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc sự quyết đoán sẽ mang tới cho bạn được vận may. Từ vi tuổi tân hợi thuộc kim tiền bạc được dồi dào không lo tống thiếu, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, đường tình duyên không được vượng sắc cho lắm. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt. Từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.